quý khách. Nhân dịp Tết đoàn viên, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều món quà dành cho tất cả quý vị khách hàng. Đó là linh vật Vietnam Airlines bằng bông và quạt cầm tay in hình linh vật. Đặc biệt, chúng tôi dành tặng các em nhỏ trên chuyến bay những chiếc đèn lồng xinh xắn. Chúng tôi hy vọng rằng quý khách và các em nhỏ sẽ yêu thích những món quà nhỏ này như một kỷ niệm đáng nhớ cùng Vietnam Airlines trong ngày Trung Thu. Chúc quý khách có một ngày Tết đoàn viên thật ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu. Mùa Trung Thu năm nay, cùng với sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc, các chuyến bay của Vietnam Airlines đã và đang chuyên chở miễn phí hàng hóa cứu trợ đến với đồng bào các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lụt. Hàng trăm tấn hàng hóa đã và đang theo những cánh bay xanh đến với mọi người, san bớt lo toan, nhân lên hy vọng. Vietnam Airlines, vạn dặm nâng niu.